quý vị và các bạn đã trở lại với kênh tin tức Sao Việt. Hà Đan rất hy vọng rằng trong chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ mang đến cho quý vị và các bạn những giây phút thoải mái nhất và thư giãn nhất. Nhưng quý vị cũng đừng quên nhấn nút theo dõi kênh và bật chuông thông báo để có thể cập nhật được những thông tin mới nhất hàng ngày quý vị nhé. Còn ngay bây giờ thì mời quý vị chúng ta hãy cùng đến với những thông tin nóng hổi nhất trong ngày hôm nay. Ngọc Trinh diện nội y chằng chịt, hờ hững vòng eo 53cm ra sân bay. Ngọc Trinh tiếp tục khẳng định vị thế nữ hoàng nội y và Tristyle sân bay đẹp không đối thủ trong Vbiz. Vừa qua, vụ cắt tiệp đánh dấu trở lại đường đua vlog sau 4 tháng tạm hoãn vì dịch Covid-19. Do đường bay quốc tế chưa thể mở cửa nên anh chọn khám phá điểm đến đầu tiên ở Việt Nam là Ninh Thuận. Vừa comeback chưa lâu, anh tiếp tục nghỉ ngơi 2 tháng qua để cùng chung tay chống dịch lần 2. Hình ảnh trong chuyến đi trước của hội bạn thân vụ cắt tiệp, Ngọc Trinh diện nội y ra sân bay. Sau 2 tháng ở yên trong nhà, khi tình hình dịch đã được kiểm soát, Vũ Khắc Tiệp tiếp tục cùng Ngọc Trinh lên đường thực hiện vlog mới. Ông chùm chân dài không tiết lộ về địa điểm quay hình, nhưng hứa hẹn sẽ là một nơi rất thú vị ở Việt Nam. Nữ hoàng nội y được xem là một trong những mỹ nhân Việt đầu tư hình ảnh nghiêm túc, chỉnh chu mỗi khi xuất hiện. Bên cạnh việc lộng lẫy cần thiết trên thảm đỏ, thì thời trang sân bay của Ngọc Trinh được đánh giá cao và nằm trong top sao nữ có street style đẹp miệng chê. Ngọc Trinh được đưa ra sân bay bằng xế hộp tiền tỷ quen thuộc. Cô gầy đến mức phần lưng quần có phần hơi rộng. Xuất hiện tại sân bay, Ngọc Trinh tiếp tục khoe vẻ cuốn hút khi chọn cả cây nâu. Phía bên trong, người đẹp diện nội y chằng chịt để lộ hết vòng eo 53cm, làn da trắng sáng cùng vòng một gợi cảm. Khi cài cúc áo vest thì ra chất tổng tài, nhưng khi buông hờ thì gợi cảm chết người. Xét đồ còn được nâng tầm bởi chiếc đồng hồ 1,8 tỷ và túi hiệu 36 triệu. Vũ Khắc Tiệp cũng diện trang phục đồng điệu với Ngọc Trinh. Ngọc Trinh lại đáp trả anti-fan. Hiện Ngọc Trinh đã dần lấy lại được thiện cảm và sở hữu lượng fan hâm mộ hùng hậu. Bằng chứng là Instagram của cô đã đạt 5 triệu follow. Mỹ nhân gốc Trà Vinh mở tiệc ăn mừng cũng như chi 50 triệu thưởng cho 5 fan may mắn. Vừa qua, chẳng biết ai chọc Ngọc Trinh khiến cô bức xúc phải viết tâm thư dài nhắn nhủ anti-fan. Nữ diễn viên nói: "Tôi thường nghe mấy người không thiện cảm với tôi hoặc những nghệ sĩ khác hay gọi tắt là anti-fan thường nguyền rủa chúng tôi với những câu đại loại: sống như vậy thất đức, sống như vậy không có phúc, sống như vậy quả báo rồi sẽ nhận lại kết cục không có hậu nọ kia. Ngay cả khi thực sự họ còn chẳng hiểu cuộc sống của chính mình, chưa nói đến việc đi đánh giá cuộc sống của người khác. Nếu họ hiểu thì họ sẽ chẳng dành thời gian quý báu để đi soi xét cuộc đời của những người thực ra chẳng liên quan đến mình. Chúng tôi vốn chẳng phải là quen để người khác nói xấu mình hay quen với việc để người khác xúc phạm mình đâu. Nhưng chúng tôi học được cách im lặng để bước qua những điều không đáng. Và chúng tôi biết không có con đường nào chỉ toàn hoa hồng. Những điều trái tay đó cũng là thử thách bản lĩnh chúng tôi." Cô không quên nhấn mạnh bản thân đang sống tử tế và làm nhiều việc ý nghĩa. "Phẫn năm này qua tháng khác, 5 năm rồi 10 năm rồi 15 năm, chúng tôi vẫn tiến lên lo cho gia đình, lo cho bản thân sung túc, hưởng thụ cuộc sống, sắm nhà, sắm xe, sắm đồ hiệu, tiền nong cũng dư giả, mãi mê kiếm tiền, làm ăn, làm việc thiện nguyện mà chẳng cần phải phô trương để tiếp tục sống một cuộc đời thật tử tế, đàng hoàng ý nghĩa." Ngọc Trinh chốt hạ vấn đề bằng việc thời gian là câu trả lời cho tất cả những ai thắc mắc dè biểu nguồn rủa cô nàng. "Chẳng phải để chứng minh họ đã sai lầm khi xúc phạm người khác, nguyền rủa người khác, chỉ là chúng tôi những con người đủ trân trọng chính mình để biết điều gì cần phải quan tâm." Ở tuổi ngoài 30, Ngọc Trinh có trong tay khối tài sản khủng và cái cô còn thiếu chính là một gia đình riêng hạnh phúc cùng ông xã và những đứa con.